Uh, xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với cái việc ngày hôm nay thì uh, hiện tại là chúng ta uh, bước sang cái tuần mới và cái thị trường bitcoin đang có những cái giới hiệu dấu hiệu tương đối là khởi sắc uh, tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều bạn đang uh, thắc mắc là không biết là cái sự hồi phục này nó có phải là một cái sự hồi phục thực sự hay chưa hay nó chỉ là một con sóng hồi và bitcoin sẽ tiếp tục đi vào cái xu hướng điều chỉnh thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những cái thông tin ở trên cái chặt đồ thị của bitcoin ở trong cái video này và ở trong cái video phần 2 thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về những cái thông tin liên quan đến cái việc là ETH đang đạt được cái mức giá cao nhất trong lịch sử và cái target tiếp theo của ETH nó là bao nhiêu thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở trong cái phần 2 của video cùng với cả những cái diễn biến ở trên cái trạc đồ thị của đồng ADA và trên cái trạc đồ thị của vàng đúng không ạ? Thì trước khi đi vào cái nội dung chính của video thì với những các bạn nào đang giao dịch Mergin mà các bạn cần cái sự hỗ trợ từ từ mình và hoặc là từ các admin thì các bạn có thể để lại thông tin ở cái phần form đăng ký ở bên dưới thì mình có một cái nhóm Telegram chuyên sâu về tín hiệu cũng như về phân tích kỹ thuật và cái nhóm này là cái nhóm hoàn toàn là free, hoàn toàn miễn phí thì nếu như các bạn cần cái sự hỗ trợ thì các bạn có thể tham khảo và tham gia vào trong cái nhóm này đúng không ạ? Ngoài ra thì nếu như các bạn chưa có tài khoản là Binance hoặc là các bạn đang giao dịch ở trên sàn Binance thì các bạn có thể đăng ký bằng cái đường link ở bên dưới để mà được hưởng giảm 10% cái phí giao dịch và đây là cái mức giảm trọn đời. Nếu như các bạn đang giao dịch với cả cái khối lượng lớn thì các bạn có thể liên hệ với các admin để mà có thể có được những cái ưu đãi còn tốt hơn nữa à, Ok bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay thì đầu tiên là chúng ta sẽ uh, xem xét cái chặt đô thị ở trên uh, khung tuần thì ở trên khung tuần thì chúng ta đang có cái xu hướng là lặp lại những gì mà chúng ta đã diễn ra ở trong quá khứ ở à, đó là vào năm 2017 các bạn có thể thấy là sau một cái khoảng thời gian rất là dài liên tục thiết lập những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì bắt đầu từ khoảng giữa tháng 3, đồ thị của Bitcoin trên khung weekly đang có cái xuống, chững lại và bắt đầu đi vào cái giai đoạn là sideways tích lũy. Tuy nhiên thì điều này thực sự là nó cũng không có cái gì là nó quá nguy hiểm bởi vì nếu như mà chúng ta nhìn vào cái đà tăng trưởng của Bitcoin năm 2017, điều này đã xảy ra cũng rất là nhiều lần và giá sau khi mà tăng trưởng mạnh thì cũng đều có những cái pha điều chỉnh nhỏ đi sideways lấy đà để mà tiếp tục cái xu hướng tăng trưởng trước đó. Ngoài ra thì trong cái giai đoạn mà Bitcoin có cái đà tăng trưởng mạnh mẽ nhất ấy, thì khi ấy đồ thị của chỉ báo RSI thường có cái xu hướng là tạo đỉnh nhiều lần trong cái khu vực quá mua. Và sau khi mà tạo đỉnh thì đồ thị của RSI sẽ có cái sự điều chỉnh và giảm xuống dưới cái khu vực overbought. Nhưng cái sự những cái sự điều chỉnh này thì thường là diễn ra không quá mạnh và cái chỉ báo thì sẽ tạo đáy cách cái khu vực này không xa và tiếp tục dốc lên để mà tiến vào cái khu vực overbought và cái cấu trúc này đã lặp lại khá là nhiều lần trong cái khoảng thời gian đó và à, kết quả là nó tạo ra một cái hình rích rắc như là các bạn có thể thấy quay trở lại với cả cái đồ thị của cái chỉ báo rsi ở cái thời điểm hiện tại ấy, thì cái chỉ báo này cũng đang di chuyển theo cái hình rích rắc liên tục lên xuống tại cái vùng quá mua và cái điểm tương đồng giữa hai cái đợt uptrend của bitcoin là cái thời gian mà cái chỉ báo này à, nằm ở trên cái khu vực quá mua đó là rất là dài kể từ thời điểm năm 2017 thì đây là cái lần đầu tiên mà cái chỉ báo này có thể duy trì trên cái khu vực overbought lâu đến như vậy và ở cái thời điểm hiện tại thì sau khi mà cái đường đồ thị di chuyển khá lâu trong cái khu vực quá mua thì chỉ số RSI đã tạo đỉnh và rời khỏi cái khu vực này tuy nhiên thì đồ thị cũng không điều chỉnh quá sâu mà lại có cái xu hướng là dốc lên và nếu như mà cái cấu trúc của năm 2017 được lặp lại thì sau khi mà kết thúc cái đợt điều chỉnh giảm này thì cái chỉ báo RSI sẽ À, quay lại cái khu vực quá mua và thị trường sẽ tiếp tục cái xu hướng là xuống tăng như vậy là trong những cái tuần tới cái điều mà chúng ta sẽ cần chờ đợi đó là cái chỉ số RSI phải quay lại cái khu vực quá mua và tiếp tục hình thành những cái đỉnh và đáy mới ở tại khu vực này và đây sẽ là cái điều đầu tiên ủng hộ cho cái xu hướng uptrend sẽ tiếp tục diễn ra trên khung tuần tuy nhiên thị hiện tại ở trên khung tuần thì chúng ta cũng đang có những cái dấu hiệu cũng tương đối là tiêu cực đó là cái việc mà chỉ số RSI đang liên tục tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước như các bạn có thể thấy và nếu mà trong cái trường hợp xấu thì chỉ số RSI sẽ không thể nào đi lên cái khu vực quá mua một lần nữa mà lại đi xuống cái vùng 50 thì nó sẽ không tạo thành cái hình rích rắc mà lại tạo thành cái cấu trúc đỉnh sau thấp hình trước và đây chính là cái tín hiệu phân kỳ giảm tín hiệu phân kỳ giảm diễn ra trên cái đồ thị của chỉ báo RSI trên khung tuần nó sẽ là một cái dự báo cho chúng ta thấy là sẽ có một cái đợt điều chỉnh mạnh ở trên đồ thị giá nó sẽ diễn ra do đó thì cái tín hiệu của chỉ báo RSI trên khung tuần sẽ là cái tín hiệu mà các bạn sẽ cần phải lưu tâm tới uh, trong những cái tuần uh, tiếp theo. Uh, và Với cái tình hình hiện tại chúng ta đang có thì cái chỉ số RSI đang có xu hướng là dốc lên. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể nào mà chắc chắn là cái điều này nó sẽ diễn ra và chúng ta phải tính đến cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra ở trên thị trường và uh, khi đó thì đồ thị giá nó sẽ có một cái pha mình nghĩ là sẽ điều chỉnh rất là mạnh giống như là là chúng ta đối mặt với cả cái đợt điều chỉnh vào những cái ngày trước khi mà Bitcoin tụt khoảng hơn 10.000 đô chỉ trong một ngày và làm cho thị trường rất là náo loạn thì cái điều này hoàn toàn nó có thể sẽ uh, xảy ra nếu như mà cái chỉ số RSI không quay lại được cả cái khu vực ở uh, bot thì điều này mình nghĩ là sẽ sớm diễn ra nên là các bạn phải thực sự là cẩn thận và quan sát kỹ cái chỉ số RSI ở trên cái cung tuần để mà có thể có được những cái chiến thuật nó hợp lý đúng không ạ? À, bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái khung thời gian là khung daily để chúng ta xem xem là những cái diễn biến ngắn hạn của của Bitcoin ở trên khung này như thế nào. Thì chúng ta có một số những cái tín hiệu khá là đáng chú ý đến từ cái những cái đường trung bình MA. À, đầu tiên là với cái đường trung bình MA 100 màu đỏ. Thì như mình cũng đã nhận định trong những cái video gần đây thì có một tin khá mừng đó là đồ thị giá của Bitcoin đã phản ứng là bằng cách đã bật lên rất là tốt tại cái khu vực hỗ trợ này. Và đây là một cái tín hiệu ủng hộ uh, cho thấy cái khả năng quay trở lại cái xu hướng tăng giá của Bitcoin khi mà đồ thị giá đã thành công trong cái việc duy trì trên được cái đường hỗ trợ cứng này. Tuy nhiên ý, cái điều mà các bạn lưu ý đó là cái tín hiệu downtrend nó lại được hình thành khi mà đồ thị MA 20 màu xanh đang có cái xu hướng cắt xuống dưới đường trung bình dài hơn đó là MA 50 màu vàng. Và cái điểm này ở trong lý thuyết nó gọi là điểm dead cross khi mà hai cái đường MA ngắn và dài gặp nhau. Đó. và nếu như MA 20 mà hướng xuống bên dưới MA 50 thì uh, chắc chắn là điểm death cross đã được hình thành và khi mà cái điểm death này được hình thành thì đây lại là, lại là cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta chuẩn bị đối mặt với một pha uh, gọi là giảm giá rất là mạnh ở trên cái khung uh, daily và không chỉ có vậy thì các bạn có thể thấy là cái đồ thị giá của bitcoin cũng đã có những cái tín hiệu uh, giảm giá khi mà cắt xuống dưới hai cái đường trung bình này và cái cây đến ngày hôm qua cũng đã rút dâu lên trên rất là mạnh sau khi mà tiếp xúc với cả hai cái đường MA và cho thấy thì cái lực cản ở đây nó rất là lớn như vậy là chúng ta có thể thấy là cái tín hiệu giao cắt giữa hai cái đường đồ thị giá MA20 và MA50 đang cảnh báo cho chúng ta về một cái xu hướng giảm giá ở trên khung daily và với những cái tín hiệu như trên thì nếu mà chúng ta xét về cái xu hướng dài hạn thì mình nghĩ rằng là cái đà uptrend nó sẽ vẫn còn diễn ra tuy nhiên dựa vào những cái đường MA ngắn hạn hơn thì chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ có thể có một cái sự điều chỉnh trước khi mà tiếp tục tăng lên trở lại thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cái kỹ, kỹ những cái kế hoạch cho cả hai trường hợp có thể xảy ra. Thì trong cái trường hợp thứ nhất nếu mà cái đà tăng giá hiện tại của Bitcoin có cái tín hiệu phục hồi sau khi mà chúng ta có một cái sự điều chỉnh ngắn hạn và sẽ vượt qua những cái mức kháng cự cứng để mà cái xu hướng uptrend nó quay trở lại thì cái mức kháng cự đầu tiên nó sẽ nằm ở khu vực là 55.000 và cái lý do thì mình cũng đã nêu ở rất là nhiều những cái video trước đó là khu vực này là khu vực mà có nhiều hành động giá diễn ra thế nên đây sẽ là cái khu vực mà chúng ta sẽ cần phải vượt qua. À, và đặc biệt là ở trong cái video số 452 thì mình cũng đã chia sẻ với mọi người là dựa vào cái dữ liệu của on thì chúng ta có thể thấy là cái áp lực bán tại các khu vực 55.000 đô hiện tại cũng rất là lớn. Do đó đây sẽ là cái mốc kháng cự mà Bitcoin sẽ cần vượt qua nếu như mà Bitcoin muốn quay trở lại những cái target ví dụ như là 58.000 hoặc là 61.000 đúng không ạ? À, tuy nhiên cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà các bạn cũng hết sức phải phải quan tâm, đặc biệt là ở trên khung ngày chúng ta đã có cái sự uh, giao cắt giữa hai cái đường MA20 và MA50 và đây cũng là một cái tín hiệu khá là tiêu cực cho thấy là hoàn toàn chúng ta sẽ đối mặt với cái sự uh, điều chỉnh trong những cái ngày tới thì nếu như mà có cái sự điều chỉnh thì uh, những cái mốc giá ví dụ như là uh, 49 đến 50.000 sẽ là những cái mốc giá đầu tiên mà chúng ta sẽ phải uh, đối mặt và cái mốc giá thứ hai mình cho rằng đây là một trong những cái mức hỗ trợ quan trọng nhất của Bitcoin đó là mốc uh, 44.000 uh, bởi vì đây là cái mức giá tương đương với cả cái đường EMA 21 ở trên khung tuần và nếu như mà chúng ta uh, giữ vững được ở trên cái mức này thì cái sự giảm giá của Bitcoin nó chỉ là một cái sự điều chỉnh mà thôi. Uh, trong trường hợp mà nếu mà chúng ta xuyên qua cái vùng này thì thực sự nó rất có thể nó sẽ là cái dấu hiệu cho một cái sự đảo chiều và chúng ta sẽ đi vào một cái uh, xu hướng mới. Thế nên là nếu như mà cái trường hợp thứ hai mà xảy ra tức là Bitcoin sẽ có cái sự điều chỉnh mạnh thì các bạn sẽ cần phải rất là quan tâm tới cả cái khu vực từ 40 cho tới uh, 44.000 đô. Còn nếu mà chúng ta điều chỉnh ở trên hai cái vùng này thì nó sẽ vẫn là một cái pha điều chỉnh ở uh, bình thường và hoàn toàn sau đó Bitcoin có thể quay trở lại cái đà uptrend hiện tại của Bitcoin đúng không ạ? Uh, ok thì đó là những cái mức giá quan trọng đối với Bitcoin mà mình muốn các bạn cần lưu tâm tới thì hy vọng là các bạn đã uh, take note lại và Uh, các bạn sẽ quan sát cái phản ứng của Bitcoin trong những cái ngày tới để mà các bạn uh, có được một cái chiến thuật hợp lý. Thì trong những cái hôm tới nếu như Bitcoin trên thị trường Bitcoin có những cái biến động lớn thì mình sẽ có những cái video cập nhật ngay cho các bạn đúng không ạ? Thì các bạn hãy nhớ uh, subscribe kênh để mà có thể có được những cái thông tin này. Còn ở cái phần tiếp theo của video thì mình sẽ uh, phân tích những cái diễn biến giá trên chart cầu thị của ETH. Các bạn đều biết là ETH đã có một cái on time high và vậy thì tiếp theo cái mục tiêu giá của ETH sẽ là bao nhiêu và thì các bạn hãy xem tiếp cái phần 2 của video để mà có thể có được cái thông tin này.